chiều nay Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông báo có thêm 1 ca tử vong do COVID-19. Như vậy, toàn tỉnh đã có 22 ca tử vong do COVID-19 tính từ ngày 26 tháng 6 đến nay. Bệnh nhân COVID-19 tử vong sinh năm 1936, có nhà ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Bệnh nhân được chuyển Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 trong tình trạng nhiễm SARS-CoV-2 nặng, trên nền bệnh tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, suy thận mạng và đặt stent mạch vành. Sau 6 ngày điều trị hồi sức tích cực nhưng bệnh chuyển nặng, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu và đến 15 giờ 45 phút chiều nay, 18 tháng 12, bệnh nhân đã tử vong.